Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Quanta, tin tức ngày 19 tháng 5 năm 2021 có nội dung chính sau đây. 799 ca dương tính mới tại Hà Nội liên quan tới chùm ca bệnh Đà Nẵng. Và theo thông tin từ báo Nhân dân điện tử, sáng ngày 19 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội vừa công bố thêm 9 ca dương tính mới, trong đó có 2 ca liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện Ca Tân Triều và 7 ca liên quan tới chùm Đà Nẵng. Trong đó có 6 ca là F1, 1 ca là F3 của nguyên giám đốc Hasinco. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam sinh năm 1996, địa chỉ tại D2 ngõ 79, Khương Trung, Thanh Xuân, là nhân viên bán của hàng cắt tóc gội đầu tại tầng 3 tòa nhà Centerport, là F1 của bệnh nhân 3633, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 3633 ngày 11 tháng 5. Khi bệnh nhân xuống gội đầu, ngày 12 tháng 5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Thạch Thất. Ngày 18 tháng 5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện và hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam sinh năm 1978 tại địa chỉ Kiến Hưng, Hà Đông, là lái xe và là F1 của bệnh nhân 3634. Ngày 11 tháng 5 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 3634 khi chở bệnh nhân 3634 từ Đồng Mô về Hà Nội. Ngày 12 tháng 5 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Thạch Thất. Ngày 18 tháng 5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện và hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng gì. Và trường hợp thứ 3 đó là nam sinh năm 1971, địa chỉ 229 Tây Sơn, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của ca bệnh 3634, ngày 11 tháng 5 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 3634 khi đi cùng xe ô tô từ Đồng Mô về Hà Nội. Ngày 12 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Thạch Thất. Ngày 18 tháng 5, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính, CDC Hà Nội thực hiện và hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng gì. 4 là bệnh nhân nam, sinh năm 1987, địa chỉ 2, ngõ 362, gạch ngang 12, Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1, lái xe, là bệnh nhân 3634, được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 12 tháng 5, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Đại hội Quốc gia Hà Nội. Thạch Thất, ngày 17 tháng 5, xuất hiện ho, đau mỏi, người được lấy mẫu 2 lần, kết quả dương tính, CDC Hà Nội. 5 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1990, địa chỉ B2723, tòa N02, Eco Home 3, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm. Bệnh nhân F1 là vợ, là bệnh nhân 24260, được lấy mẫu lần 1 vào ngày 16 tháng 5, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Thạch Thất. Ngày 17 tháng 5, xuất hiện ho, ngứa họng, được lấy mẫu lần 2, kết quả dương tính với CDC Hà Nội. 6 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1999, địa chỉ số 16 gạch ngang 212, Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Bệnh nhân là F1, là người thuê trọ nhà bệnh nhân Trương Văn Hà, bệnh nhân 4281, tiếp xúc lần cuối là ngày 15 tháng 5. Ngày 17 tháng 5, sau khi bệnh nhân 4281 có cái xét nghiệm dương tính với bệnh nhân Hương, chuyển cách ly tập trung Giáo dục Quốc phòng An ninh và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, ngày 18 tháng 5, CDC Hà Nội thực hiện. 7 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1962, địa chỉ Vũ Xá, Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương. Bệnh nhân điều trị tại khoa gan mật tụy bệnh viện K3 Tân Triều ngày 5 đến ngày 9 tháng 5 có kết quả xét nghiệm là 2 lần âm tính. Ngày 10 tháng 5 được chuyển sang khu cách ly Thành An có xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 14 tháng 5 bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Thanh Trì. Đến ngày 18 tháng 5 bệnh nhân có ho, sốt nhẹ, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 và kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 8 là bệnh nhân nam, 2007, là học sinh trường liên cấp Ngôi Sao, địa chỉ P801, Centerport 27, Lê Văn Lương, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, con thứ 2 của bệnh nhân 3633 và là bệnh nhân 3634. Ngày 12 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Thạch Thất. Ngày 18 tháng 5, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 38 độ C kèm theo mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. 9 là bệnh nhân nữ, sinh năm 1995, địa chỉ tại Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3634. Ngày 11 tháng 5 có đến bệnh nhân 3634 trao đổi công việc trong khoảng 1 giờ. Ngày 12 tháng 5 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1,
kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Sơn Tây. Ngày 18 tháng 5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính. CDC Hà Nội thực hiện, hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng gì. Và đó là thông tin ngày 19 tháng 5 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment. Tạm biệt anh em.